năm 2012, D&D Hân Hạnh trở thành đối tác cung cấp sản phẩm nhôm kính chất lượng, xây dựng nhà máy ắc quy GS Việt Nam đạt chuẩn quốc tế. Tại đây, D&D đã tư vấn thiết kế, sản xuất thi công các sản phẩm cửa đi, cửa sổ, vách kính, mặt diện kính, v.v. Thiết kế cửa nhôm kính D&D kết hợp từ nhôm và kính cường lực cao cấp. Kính cường lực được lắp đặt vào khung nhôm định hình, tạo nên một khối vô cùng chắc chắn và đẹp mắt. Hệ cửa sử dụng dễ dàng, thuận tiện trong quá trình vận hành và bền vững theo thời gian.